Hello các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Kenny Milo tận hưởng cuộc sống của mình ha. Thì sau 3 năm rưỡi sử dụng con Trailblazer thì mình đã quyết định thay cái bình mới các bạn. Cái bình cũ nó là bình 70 Ah ha. Đây, thì hôm nay mình mới kêu người ta lại, mình đã từng liên hệ trước đó, mình kêu người ta lại thay cho mình cái bình này là cái bình thương hiệu là Vata ha. Bình này có mã là 6044 này, bình đinh 100 đó, bình này là 100 Ah luôn. Thì bình trước đó của mình chỉ có 70 Ah thôi, và thì sau gần 3 năm rưỡi sử dụng thì nói chung là bình nó cũng yếu các bạn. Thì để chừng 3-4 ngày á, để 3-4 ngày thì mình hay mở cấp điện sao lên thì nó sẽ bị yếu điện các bạn, sẽ bị yếu điện, thành ra là mình sợ là sau này trường hợp mình đi xa, mình đi xa thì cái kiểu như là mình mở cấp điện lên xuống ngoài vài lần mình sợ nó yếu bình một cái là coi như là xe nằm đường luôn. Thì thôi để là mình chắc ăn thì mình quyết định mình thay cái con bình này. Thì con bình này mình mua với giá tại Cần Thơ ha. Cần Thơ là nói chung là cái chỗ mà cái anh mà thay cho mình sẽ để cái địa chỉ bên dưới luôn, số điện thoại của ảnh luôn. Cái bình này mua tại Cần Thơ, giá bình mới luôn ha. Bình đây, cái mùa còn bảo hành nè, tháng 5 năm 2022. Bình này thì công ty họ bảo hành cho mình là 9 tháng đây, với giá là 2,5 triệu. Nguyên bình mới này là giá 2,5 triệu, bình 100 Ah giá 2,5 triệu, mà cái bình cũ của mình họ thu lại cho mình là với giá là 350 ngàn. Cái bình cũ thành ra vị trí là mình chỉ việc trả là cái bình này là giá có 2,150 triệu để mình sở hữu cái bình này thôi đó. Thì cái anh này anh rất là vui vẻ luôn. Nói chung là ở đây thì mình chỉ việc mình liên hệ trước với lại cái chỗ mua bình đó, họ đem bình lại tận nhà mình, họ thay cho mình luôn, họ không có tính phí gì cả và họ thu cái bình cũ về. Tóm lại thì cái bình này mình chỉ bỏ ra là 2,150 triệu để sở hữu cái loại bình Vata 100 Ah. Thì lúc đầu mình không biết rõ mấy cái loại bình này các bạn. Thì cái loại xe của mình là sử dụng loại bình đinh. Bình đinh là bình này này. Đây, đinh. Đinh là ảnh nói là đinh là bình, là cái loại gọi tắt cho cái loại mà bình phải có cái cọc. Đây, có hai cái cọc nè. Cọc. Cọc này cọc chìm là người ta sẽ gọi là bình đinh. Đó, thì xe của mình là sử dụng bình đinh nha các bạn. Thì chứ còn khi mà bình nổi cọc nó sẽ, cái cọc này nó chìm lên, nó nổi lên trên nó sẽ bị cắn cái này nè, nó sẽ bị cắn thì nó không có hợp lý lắm. Thì sao cái loại này thì xe mình thì chạy được loại bình đinh ha. Đây, và cái này nè, đó có thể mình nới ra được. Cái bình lúc trước của mình xài bình 70 nó chỉ tới đây thôi, tại cái bình 70 nó nhỏ lắm, cái bình 100 nó sẽ dài được tới đây nè. Vata này sẽ có cái loại là Vata 90 Ah, thì cái loại đó anh bán là với giá là 2,4 triệu, và cái bình này bình 100 với giá là 2,5 triệu. Thì thôi gì lấy bình 100 luôn xài, thì ngay từ đầu mình cũng muốn mua là bình 100 đó, bình 100. Đây, thì hồi nữa mình sẽ lên xe và mình để máy mình chạy để mình đo số vôn ha. Khi thay bình thì sẽ có vấn đề gì xảy ra? Thì chỉ có một vấn đề duy nhất thôi, đó là mình cho học lại các lệnh của xe. Thì thứ nhất là lệnh lên xuống 4 cửa kiến xe thì rất là đơn giản thôi. Và cái lệnh thứ hai là lệnh cái cấp điện á, cấp điện của mình phải sau khi mình nối bình một cái nó sẽ báo cấp điện, phía sau nó sẽ báo tít 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 tít. Lúc đó là mình chỉ việc mở cấp lên, nâng cấp lên mà đóng hạ bằng tay ha. Một lần duy nhất thôi, và sau đó mình sử dụng được, và mình sẽ sử dụng điện được, thì chỉ có hai vấn đề thôi. Và cái vấn đề nữa là mới gắn vào thì hệ thống báo chống trộm của xe sẽ kêu thôi. Lúc đó thì chỉ việc dùng cái remote và bấm unlock, bấm mở khóa đó, thì sẽ coi như là được thôi, không có vấn đề gì hết. Ok, lát mình sẽ chạy xe ra ngoài để cho cái báo áp suất lốp hoạt động trở lại các bạn, và mình sẽ coi thử cái bình nó chạy được bao nhiêu. Thì cơ bản thì mới nổ máy thì nó chỉ có thể hiện là 14,9 V ha. Thì chạy một hồi không biết nó như thế nào, nhưng mà cái bộ con chip trong ở trong xe nó chỉ cho sạc tới 14,9 rồi, nó sẽ không cho sạc cao hơn nữa, nó sẽ giữ dòng điện như đó hoài luôn.
Thì cái bình này là tóm lại thì cái bình này mình mua với giá là 2,5 triệu, trừ lại cái bình cũ giá 350, thành ra chỉ tốn 2,150 triệu. Ở Cần Thơ mình có anh Tuấn bên chỗ công ty, nói chung ở trên 91B đó, ảnh đem xuống đây tặng đây, ảnh ráp cho mình ha. Đó, bên 100A loại Bata chỉ có 2,150 triệu là có thể sở hữu được cái bình này rồi, rất là ok luôn. Bây giờ là khỏi lo nữa rồi. Xe để 4 ngày chưa nổ máy, máy lạnh đang mở phà phà và mở công tắc lên là 12V ha. Bình mà mạnh nổ sướng thì bình mới, thành ra khi mà để máy chỉ tục có 12V, tục có 0,1V thôi, còn 11,9V ha, đúng là bình mới. Thì nổ máy được vài giây bắt đầu bình nó đè lên là các bác. Rồi, bây giờ mình sẽ ra ngoài mình chạy một vòng. Đây, hiện tại xe đang nổ máy các bác, và chạy được nãy giờ chạy hơn cây số thôi. Thì bình nó nằm ở mức sạc là 14,1V ha. Đấy, còn lạnh luôn. Trời ở ngoài đang mưa quá trời mưa rồi. Rồi, đèn xanh là mình chạy tiếp đây. Sau khi căng bốn cái bánh xong xuôi rồi, mở cốp lên mở cốp xuống mấy lần thì điện vẫn còn 12,4V ha. Rồi, ngon lành. Tóm lại là phải thay một cái bình mà Vata đinh 100 này vào, thì có nghĩa là không còn phải lo gì nữa rồi. Bình bây giờ đã hồi lại 12,5 rồi, ngon lành. Tóm lại thì giá bình là mình mua 2,5 triệu, bình cũ của xe là 70 mb giờ thì người ta thu lại của mình là giá 350 ngàn, sau khi mình xài cũng gần 3 năm trời ha. Thì mình chỉ bỏ ra 2,150 triệu để sở hữu cái bình Vata đinh 100, 100 ampe giờ đó, và người ta tới tận nhà mình đó người ta thay luôn. Thì tóm lại với giá này rất là hời rồi các bác. Ok, thôi mình xin kết thúc video của mình tại đây các bác. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Và nếu thấy hay thì vui lòng like và bấm đăng ký kênh giúp mình. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye, hẹn gặp lại.